em chè lấy chai nước rồi, hết nước rồi, hết nước rồi. Cứu trợ. Ai da. Mày rồi. Hiền giả quý nhân. Thần rừng anh em ơi. Ui ông này cái gì đấy? Mặc ảnh cảnh vệ bắn tỉa à? Hỏi chấm mà. Bài như này hả? Thần rừng nè. Chút Garen này. Dễ phép à. Vương Nguyễn bắn tỉa chôn. Tự lập đội một tướng ba vàng à, cùng hộ cùng thuyền à. Ui bài kìa. Bài ra hai cái này kìa. Cứu tôi với. Ai mà đỡ được bây giờ? Không thể đỡ được. Cười cái một chút cười, cái một chút cười trừ cái. Bài quỷ nhờ. Ông này binh cái gì đấy? Ông này cái này với cái này. Ê, ông này cũng hay nha, nhưng mà bài em chỉ hay hơn là chắc. Bài em chỉ hay hơn là chắc anh em ơi. Crit phép à, hoàn toàn có thể là lắp crit phép và gọi là giao điện nha mọi người nhá. Đánh gì cũng ngon à, đánh gì cũng ngon. Nhưng mà chắc chắn là đánh gọi là hiền giả quý nhân, gọi là Flash level 9, level 10, gọi là 5 tiền 3 sao rồi nhờ em nhờ. Trong cái thanh hệ đầu level 4 kìa. Nhìn kinh nhờ. Con này 2 đi mọi người ơi. Hay là kịp con này vào đi, lấy cái này đi. Ê, ông này cũng hình trộm lãng du nhá, ba nhà hình trộm lãng du anh em ơi. Thật sự là cả ba nhà gọi là đều hướng tới một cái gì đó gớm gớm á. Không lắp cái này sớm nhờ. Cái gì? Anh này hack rồi, không có hack anh em ơi. Đó đi. Chưa kịp được gì lắm nhờ. Dứt thống không rồi, dứt thống không? À chua. Xoay hết đi nhẹ cái đầu anh em ơi. Bán. Đó, sẽ để những con hiền giả và quý nhân một bé này, hai bé này, ba bé này, bốn bé này, năm bé này, sáu bé này. Đó. Ui con Raka này ngon thế. Con Raka này hai hệ ngon thế nhờ anh em nhờ. Đấu sĩ với lại thần rừng à. Silas Galio. Quang Minh đã donate 5.000 đồng. Cái ông gà chơi game nửa ngày mà cô lên nổi một bậc rank thì có vị gì mà xem. Đấy là MT sẽ nói thế. Còn tôi chúc em trẻ nhiều sức khỏe, vui vẻ để review ở những content giải trí và cũng đậm chất kỹ năng. Khi nào đang xem mà chưa like thì cho e trẻ xin một like một sub nhé. Nút vàng thẳng tiến. Yeah, let's go, yeah. À thật ra là đâu cần cái con này đâu. Không cần. Mình con đấu sĩ mà. Đúng. Làm tí mùa đỏ với lại crit phép. Lắp luôn nha mọi người ơi. Dừng lại thôi nhá. Em trẻ ơi. Nát người đó. Chúng tôi quan trọng sức khỏe của em trẻ hơn việc hoàn thành thử thách mà. Thất bại cũng không ai trách trẻ đâu. Yeah. Nếu vậy xong game này phải chạy thua đúng không anh nhỏ? Lại thua đúng không? Yeah.
thống kê top 10 donate tháng của YouTube từ em trẻ đi tổng cộng 298.037 triệu BND. Lại nữa đấy. Em trẻ cần cố gắng kiểu viên khoảng 3 năm thì em trẻ sẽ có được chiếc Lexus LX600 trong tay mình. Thật sự rất ngưỡng mộ streamer TFT giàu nhất VN. Rao này chắc chắn sẽ là 30 tiền anh em nhé. Ba nhà sắp gặp yếu òm à. Yếu như cái chiếu vậy đó anh em ơi. Yếu như cái chiếu nha. 1.000 đồng. Ăn tối rồi stream tiếp đi em trẻ mặt cười. Đức nhá. Thôi em trẻ stream xong rồi em trẻ ăn luôn. Em trẻ ăn năng hối lỗi. Lên thẳng 9 là Nesso là đẹp không còn thấy đấu sĩ đâu à. Ừ, nói chung là cứ hướng lên 9 thôi em trẻ nó đếp được mà. Hai cọc này chắc là đếp được luôn. Chứ là cô thẳng lên 9 em trẻ là ok la. Nhưng mà đơn giản nhất là cứ kịp mấy con đó vào mà yếm sẵn thôi để mình kịp. Nghỉ ăn tối thôi trẻ ơi. Anh chở nụ trụ nở chợ ngủ đã đưa hết 5.000 đồng. Đừng ăn chủ nội chợ nói thiệt đi. Em trẻ làm kẻo ứng nên giờ phải cày trả nợ phải không? Cái gì đấy, cái gì đó. À, nhưng mà từ lúc sinh ra tới bây giờ em trẻ chưa bao giờ đụng vào một cái gì đó kiểu như là Silver Flag á. Silver Flag á. Em trẻ quê ở đâu thế? Cảm ơn ngon. Mẹ ơi ông nét quá à. Em trẻ quê ở Buôn Ma Thuột anh ơi. Nhưng mà ông này hình như là mới đặt cái tên gì gì đó đúng không? Nhà này easy win. Nhà này lấy Panora cho tới bây giờ vẫn chưa là Panora được lắm mà. Thật sự là cái thế là ngon nha. Ờ, for the win anh em ơi. Anh chấp gọi là một đồ ánh sáng à. Hô 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 hô. Một củ trên trẻ ơi à, em trẻ rồi á. Tính ra là hôm nay em trẻ lại bù lại cho ba. Nhà ba ngày đúng chứ mọi người. Em xô me nhá. Cuộc sống có tí cờ bạc vào mới vui em trẻ à. Cái khác không, cái khác không. Anh chủ nợ trẻ dẹp mơ XP xuống đã donate 5.000 đồng. Trong trận này lúc này nó thẳng chín lắm nhá. Thì ai trả cho tụi anh 8 tỷ. Trời ác chủ nợ ơi. Quên em. Ê, lên thẳng 9 mọi người ơi, lên thẳng 9 luôn nha. Đồng lòng đấu tranh đây em ơi. Ai nhưng mà có nhà này cái gì bài nữa còn có 3 triệu. Chợ ngủ đã donate 5.000 đồng. Không ăn chủ rồi. Chợ đủ chung muốn nhá. Cao thủ thì anh thấy trả nợ dễ hơn á em. Ôi lên cao thủ đi. Bẹp. 30 tháng 7 xin lỗi anh chị anh em ơi. Đến nè mè nhá. 30 tiền chỉ tháng 7 này. Mình có cái hợp đồng vay bên FE đã quá hạn vào 8 tháng trước, mình vui lòng thanh toán cho bên em tất toán hồ sơ nhé. 8 tháng trước luôn mà. Nhà này nhà này bài cũng quỷ anh em ơi. Thua luống mà. Nhà này quỷ đấy. Nhà này hai cọc này cũng gớm gớm á. Tí lên chính là nhà này ghê đó anh em ơi. Revenge vô vừa quý nhân đúng không? Bố của bé Thu đã donate 5.000 đồng. Bố của bé chú Thu chào nhá. Em trẻ. Em trẻ có thể nào kêu bé Thu ra ngoài ăn cơm giúp chú được không? Yeah. Nó xem stream của em trẻ từ chiều giờ chưa ăn cái gì hết. Em trẻ khuyên bé Thu nhà chú ra ăn cơm nhé. Bé Thu ơi, ra ăn cơm nào. Không việc thì cú tê đó. Bỏ man phai à? Bỏ man phai kẹp di ra hả? Em chỉ nghĩ là cái này ngon hơn. Man phai vào thật ra là nó cũng cúp nó cúp gì mà nó cúp kim cương kẻ tim. Thì dễ ngon hơn đấy. Tiếng chồng của tụi mình đi mèo 3k. Em phận làm tiếp nói ảnh không nghe.
Nhận sức mạnh phép thuật nha mọi người ơi. Sức mạnh phép thuật nha anh em nhá. Elune sử gia pháp sư. Ui kẹp vô y và full hệ nè anh em. Kẹp vô y và là full hệ Đạt luôn mọi người ơi. Đã donate 5.000 đồng. E trẻ ngủ ngon, mơ lên cao thủ mặt cười. Yeah, cái vấn đề 09 nhá. Kèo hôm qua có top 1 cô E trẻ, xin lỗi nhá, hôm qua chưa coi xong tôi đi ngủ rồi. Hôm qua có top 1 không à, hôm qua à. Ủa sao là hôm qua vậy anh nhỉ? Ủa sao là hôm qua ta? Ủa hôm qua em chỉ đâu có la đâu nhỉ? Cấn độ nguy nhá. Ủa hồi trưa mà đúng không? Hồi trưa mà đúng không nhỉ anh nhỉ? Trận top 1 à, xin mời trận top 1 nào nhỉ? Em chỉ nhớ là hồi trưa Obito có cho em chỉ kèo với lại có cái đô đất em chỉ luôn. Nhưng mà cái top 1 nào ta em chỉ quên cái top 1 nào á. Ủa mang này mới rồi hả? Vãi. Trong các thứ là gái gú, cờ bạc và chơi bét thì chỉ có một thứ là em trẻ đã đụng tay vào. Và thứ đó là... Nó xin lỗi em trẻ nhá, và đó là... Anh chủ nợ trở nụ trụ nở trợ nụ đã donate 5.000 đồng. Giờ một là em off stream, hai là anh cho đàn em tới chung cư em, ba là anh cho thằng chưa biết phốt em không có kỹ năng chơi TFT. Thằng anh chủ nợ nhá. Hay là không biết chơi TFT đi, một chút không biết chơi TFT không? Obito đã donate 100.000 đồng. Tại tôi sống ở nước ngoài Việt Nam. Đúng rồi, hồi trưa á. Ai da, hồi trưa hình như là cũng được cái sao anh ơi. Hồi trưa em chỉ nhớ là em chỉ cũng có được cái sao á. Em top 1 nào đó đúng không? Bây giờ em chỉ quên mất tiêu rồi. Em còn Obito nhá. Lên level 9 rồi, lên level 9 rồi. Game 6 rồi. Hình như là game 6 anh ơi. Game 6 à, không đâu. Lên thẳng 9 nhá mọi người ơi. Đừng đấm tôi. Obito đã donate 500.000 đồng. Obito, ấy á. Sao có là The Sierra. Em cả Obito nhá, em cả Obito nhiều nha. Ấy nha. Nhưng mà em chỉ không nhớ trận chưa là trận nào á. Nhưng mà em cả Nha nhiều nhá, em cả Obito nhiều nha. Ai da. Oh my god. Em cảm ơn Anh Gia rất nhiều nhá. Ai da, em cảm ơn Anh Gia Obito nha. Anh chủ nợ trở nụ trụ nở trợ ngủ đã donate 5.000 đồng. Oh my god. Có tiền rồi thì trả anh 500k Nobito mới donate cũng đỡ. Anh chủ nợ nhá. Rầu quá, rầu quá, rầu quá. Ai da. Sắp lại cọc à, hai cọc này có được không nhờ? Nhưng mà anh thấy anh chị lấy cái món quà tự xử này có hợp lý không nhờ anh nhờ? Thì cái pha lấy món quà tự xử này cái pha lấy top 1 luôn á em ơi. Còn ông này lấy cái lõi này là ông này không phải lấy cái lõi top 1 thôi. Đã được 10.000 đồng. Con phải đợi anh trẻ stream xong mới ăn cơm. Còn bé Thu nhá. Đừng đợi mà. Mình không lấy lõi top 1 nhưng mà đấm một cái đầu mình nguyên nhẹ. Tôi là Phạm Thị Thạch. Sau 2 ngày 1 đêm mà tôi vẫn chưa lên được cao thủ từ Kim Cương 4. Khẩn chú quá nhá. Tôi chân thành xin lỗi anh em viewer, gia đình và bạn bè. Tôi sẽ không nghịch dại như thế này một lần nào nữa. Biết sức mình ở đâu tôi và sẽ dừng lại đúng lúc. Từ nha, tí mình sẽ bỏ. Anh chủ nợ bỏ. Trở nụ trụ nở trợ nụ đã đâu nét 5.000 đồng hết, đúng không? Em không để ý thì anh xin hai củ ở kênh chat đơn. Còn anh chủ nợ nhá. Không được anh ơi. Thì nói em chỉ là gửi về cho ba mẹ rồi, không được, không được. Ván sau kèo đi tắt. Ây da. Ê cả Obito nhá. Ê cả Obito nhiều nha. Ây da. Kèo game sau rồi là top 1. Anh chị nhận kèo cho anh Gia nhá. Ê cả anh Gia nhiều nha. Ây da. Anh Gia phải kèo nhiều quá, anh chị ngại quá. Ây da. Rồi rồi, game sau anh chị sẽ cố gắng hết sức á. Cho anh Gia nhiều nha. Game sau đúng không, game sau đúng không. Rồi rồi, game sau top 1 là hấp dẫn. Cánh bố con, của bé Thu con nhá. Con ra ăn dùm ba đi. Con xem người này lên cao thủ chắc tới trưa mai á. Con ra ăn rồi bố hâm lại cho nóng nhé bé Thu. Hâm lại ra can. Ui không lấy ai. Không ai lấy ra can anh em ơi. Phải ra can đấy. Giận hết ta, giận hết ta. Ông anh này chạy nhanh dữ vậy trời. Anh chủ nợ trợ ngủ đã donate 5.000 đồng. Anh chủ nợ nhá. Nhanh chí làm 10 game sau là đồ xin 5 củ. 10 game sau à. Đến kia lên cấp rồi nè. No prison can hold me. The power of a dragon. Bé Thu đã donate 5.000 đồng. Con không chịu đâu.
Bé Thù ơi là bé Thù. Con này hiền dễ à, con này ấy à. Từ nha như này chút nha Nim ơi. Đấy là một cái show dinh nhá mọi người nhá. Bốn quý nhân hả? Con này chui vào đây đi. Cũng được đúng không nhờ Nim nhỏ. Con này hai sao anh chị là cũng căng đấy. Cũng là căng chèn đấy. Bấm cả một quả đấm tốt. Bình rồi có. Ui 121 số. Mai nhá. Mai nổ nhá. 121 số thì mai nổ đi thôi. Em trẻ có bao giờ nghĩ tình bạn là một thứ gì đó rất tốt đẹp không? Giống như mỗi lần kết bạn là em trẻ cộng 500k. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Đừng nha, bắt đầu nếp nha. Đừng cho ông này nổ hũ. Sao bảo này yếu vậy? Mạnh lên thế. Phải mạnh lên đấy. Vẫn em lực nhá. Trừ 2m super chat kìa em chị. Super chat cái đó là hồi chiều á, Cái đó hồi chiều nhưng mà cái đó do donate nó thành ra là nó kiểu nó hiện tới bây giờ á. Hồi chiều chị có ấy rồi. Nhưng mà 2m đó từ hồi chiều á. Ông này cái thế không đồ hủ được 150 à. Chồn đó. Con này giao điện tốt anh em ơi. Không lấy con mèo luôn chứ. Bùm. Như này hả? Bé Thu đã donate 5.000 đồng. Con đói quá ba ơi, nhưng anh này đánh gà điên chắc con chết đói mất hu. Không bé Thu nhá. Tí con này lên 2 có gì cho. Ủa nhỉ? Con này cũng biết ra gì trong đó đi. Chị đã tính bảo là con Galio lên 2 trên cầm nhấp gai bắn chứ. Ui. Anh em nhìn hờ quay của em chè này, hai nổ 10.000 đây anh em ơi, quỷ. Quỷ. Một bài đấu gọi là hơi quay quỷ. Ê, lên 10 anh em ơi. Còn anh chở nụ khi nhá. Khi mất ngủ xảy ra ở mức độ nhẹ, thường là khó ngủ, sau đó sẽ dẫn đến mất ngủ. Điều đầu tiên sẽ làm cho cơ thể bị ngu, suy giảm khả năng miễn dịch, người mệt mỏi, ngu, đau đầu, mất tập trung, hay quên, da xanh xao, bệnh lý nền sẽ tiến triển nặng hơn, giảm khả năng làm việc, ngu. Sao có nghe kiểu như là bị chửi nhờ? Ê, một chút gọi là nhạy cảm không? Ông chủ nợ chở nụ chỗ ùa đi. Khà. Ông này thực sự là kiểu ấy á. Bùm. Sao con hồi quay nó không rồi qua bên chỗ khai xe nhờ gà đó. Ông này loại cuối lý đó. Thằng tải hả, cuốn hả? Vãi xoài vậy. Ê mặn nhờ Nim nhờ. Mặn nhờ. Lên cấp ác luôn em ơi. Bền. Đó. Ngon chúa kìa. Cảm ơn fan anh Bảy nha. Em Dũng chỉ có 5k nhưng tấm lòng thì bao la đã đồng nết. Tấm lòng thì bao la nha. Cái thế like đến khi anh Bảy ra sân luôn mà. Tôi nói thế nãy thì chỉ có chuẩn. Chứ là thế. Ê, nhà này cao to thế. Nhà này không đủ đem anh em ơi. Nhà này chống đem sốc anh em ơi. Mà mình đến lại chủ sốc đem mà. Gặp nhà này nhóp rồi. Ê, nhà này top 5 không? Nhưng mà top 5 rớt xuống gọi là ấy không? Rớt xuống gọi là Kim Cương 2 không? Nghe thôi là để chưa thấy. Kiểu như là không dám tưởng tượng ra luôn á. Năm nay sao cho Sodaka nếm nhóc. Sodaka 5 hiền giả 4 quý nhân đem to lắm. 5 quý nhân à, 5 quý nhân thì nói chung nó hơi ấy nhờ. Hồi quý 3 à, khó thì mới khó. Nhà leo 10 rồi này. Nhà đang chuẩn bị rồi là nó tới lớp 3 anh em ơi. Hồi quấy. Ui. Hồi quấy 2 được rồi.
Huy Cát Xô đã donate 5.000 đồng. Khe. Cần Huy Cát Xô nhá. Đấm tốt nha em ơi. Rồi mấy ông này mặc đó. Nhà thua bóng chè này. 5.000 đồng. Top những người bị suy giảm sức khỏe sau đêm nay. Top 1 fan e chè. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ê, nhà này cầm một con Nautilus rồi, không sợ lắm em ơi. Không sợ lắm em ơi. Nhà để cùng bên rồi, nhà này thích để cùng bên rồi. Rồi. Hawaii. Một pha rồi đẹp với tôi Hawaii quá đi. Bum. Hawaii và đó pha rồi thứ hai. Hasui. Bum. Quá đi. Đẹp như là tấm ảnh vẽ về em vậy à. Bèm 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 bèm. Top 4 rồi em ơi. Binh à. Thử nha để em chịu ưu ứng nè. Không em chỉ là phải chụp 4 ấy đó. 45 vuông đó. Tiến Duy đã donate 5.000 đồng. Lên 10 làm một bài đấu Flexi Sa Si Sô Ca. Có Tiến Duy nhá. Có bỏ hàng này ra đúng không. Kịp con này với lại kịp con ra can à. Ủa nhưng mà như vậy thì lại không ấy được. Như vậy lại không 45 vuông nhỉ. Thành fan T1 đã donate 5.000 đồng. Em trẻ và 10.000 con nghèo V. Tưởng fan thần fan T1 nhá. Lấy thêm cái này cho nó có đem em ơi. Em chỉ nghĩ là bài này không cần lấy thêm đồ tăng lắm đâu á. Bài là một bài sốc đem mà. Sốc đem cực căng mà anh. Hawaii vụ nổ lớn, boom. Nó xì thì bắn nó hơi liên tục quá, chúng ta rồi. Boom. Ây da. Stick to the plan. We have a plan. As you wish. Ấy anh em là như này đúng không? Tiền điện hôm nay tổng 1 triệu. Đi tăng nhá hả? Không thể. Không thể nhiều như vậy đúng. Ra con hàng ngon hơn chắc. Lố lố. Bùm. Em trẻ lại lên XTV rồi. Lên XTV à? Đừng mà. 6 bắn thì 6 cảnh vệ à. Skibidi da đen đã donate 5.000 đồng. Coi like tí coi anh bảy đá đỡ thấy bẩn mắt. Không sợ Skibidi nhá. Bùm. Ông này đang để là đồ ánh sáng ra ngoài Madonna rồi. Bush. Lee Sin à. Không cần lắm anh em ơi, em chỉ nghĩ không cần 2 sao lắm đâu, cứ giả vờ là như vậy đi. Một cái đồ gì đó sẽ phép đã donate 5.000 đồng. Em trẻ có thể hát một bài không tôi buồn quá mặt khóc. Cần Silver nhá, hát một bài à. Phải ban chị Gigi chứ thấy vậy vẫn đọc là chị Gigi thôi. Phải có phải chị Gigi á. Huy Cát Xô đã đỡ buồn chứ nhờ, đỡ buồn chứ nhờ. E trẻ ơi, bài Sena kẹp rừng hát đánh OK lobby LBK. Ờ em chỉ nghĩ là bài Sena kiểu cuối cùng em chỉ nghĩ cũng không mạnh đâu. Không mạnh đâu. Thì cái đời chơi thì chắc là kiểu lụt bộ gió chơi vui vui á. Nhưng mà không mạnh. Chào buổi sáng nha mọi người. Cáo hùng Weeby nhá. Chào buổi sáng nha mọi người. Dễ. Buổi
sáng, sao nó buổi sáng trời. Xếp 2 bốc đồ mang tin mớt. Away không dính CC tốt. Đây, tí đổi đồ Solar Care qua cho con đã donate 5.000 đồng. Thôi em đi. Vẫn thành Fatty One nhá. Hy vọng em trẻ đã ngủ rồi nhớ mặt cười. Yeah, rầu á, rầu á. FF luôn à, ông này thấy bài không thể thắng rồi, ông này FF luôn à. Ui, cộng 69 kìa.